của tổng thống Pháp Emmanuel Macron rút đại sứ và quân đội của ông khỏi Niger theo yêu cầu của giới lãnh đạo quân sự hiện tại của nước này có thể là lời cảnh báo đối với vị thế của Mỹ trong một khu vực bất ổn nơi Washington đang tìm cách tăng cường ảnh hưởng. Cập nhật những diễn biến căng thẳng xoay quanh chiến sự Nga-Ukraine và tình hình quốc tế, mời quý vị điểm nhanh những nội dung chính ngay sau đây trước khi đến với thông tin chi tiết. Thất bại của Pháp ở Châu Phi là dấu hiệu cảnh báo đối với Mỹ. Nhà lãnh đạo Pháp ban đầu có lập trường thách thức khi Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc lần đầu tiên phế chuất Tổng thống Nigeria Mohamed Bazoum vào tháng 7 và yêu cầu đại sứ Pháp. Sivan Iti rút lui, cáo buộc đặc phái viên của cựu thuộc địa đã cấu thành một chính quyền đe dọa trật tự công cộng ở quốc gia Tây Phi này. Tuy nhiên, vài tuần sau khi chính quyền quân sự rút quyền miễn trừ ngoại giao của Iti, ông Macron và hôm Chủ nhật tuyên bố rằng đại sứ sẽ rời khỏi Niger và khoảng 1.500 quân Pháp sẽ theo sau vào năm tới. Việc rút lui này sẽ đánh dấu lần rút quân mới nhất của Pháp khỏi các nước châu Phi trong những năm gần đây, bao gồm Burkina Faso, Cộng hòa Trung Phi và Mali, trong bối cảnh làn sóng chống Pháp khắp các khu vực lục địa. Trong khi Lầu Năm Góc quyết tâm duy trì khoảng 1.100 quân ở Niger và tăng cường hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Phi, Nathaniel Powell, nhà phân tích tại công ty Oxford Analytica lập luận rằng Washington nên chú ý đến bước thụt lùi của Pháp. Tôi nghĩ về thông điệp mà sự thất bại của Pháp ở Sahel gửi đến, đặc biệt là đối với Mỹ, là việc khiến cho sự thành công của chính sách an ninh mà bạn phụ thuộc vào các chế độ mua chuộc, tham nhũng và bất hợp pháp sẽ mang lại những rủi ro rất lớn. Ông Powell nói, đồng thời cho biết thêm, khi và nếu những chế độ đó bị lật đổ, những người ủng hộ nước ngoài của họ thường bị coi là đồng lõa và có thể mất ảnh hưởng. Việc người Pháp rời Burkina Faso và Mali cũng diễn ra sau những biến động chính trị do các nhân vật quân sự ở hai quốc gia Tây Phi này lãnh đạo. Cả hai đều nổi lên là những người ủng hộ nhiệt thành nhất của CNSP ở Niger. Đầu tháng này, một sự thay đổi chính phủ đột ngột khác đã làm rung chuyển khu vực ở Gabon, nơi mà sự hiện diện của quân đội Pháp hiện vẫn là một dấu hỏi. Các sự kiện ở Niger có khả năng gây ra hậu quả đặc biệt Trước khi Bazoum bị lật đổ, Niger từng là trung tâm của các hoạt động chống khủng bố của cả Pháp và Mỹ ở khu vực Sahel, nơi các nhóm chiến binh bao gồm các chi nhánh của al Qaeda và nhà nước Hồi giáo IS có sự hiện diện tích cực. Powell lưu ý rằng không giống như các vấn đề an ninh ngày càng gia tăng mà một số bang Sahel phải đối mặt, cách tiếp cận của Bazoum thực sự có hiệu quả, ít nhất là ở một mức độ nào đó. Ông nói thêm, tôi nghĩ đó là lý do tại sao các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và Pháp đặt niềm tin vào ông ấy. Tuy nhiên, họ đã phớt lờ lịch sử lâu dài của đất nước về các mối quan hệ dân sự quân sự căng thẳng, việc Bazoum đàn áp phe đối lập và tính chất gây tranh cãi trong cuộc bầu cử của ông, đó là những nền tảng lung lay để xây dựng mối quan hệ đối tác vững chắc. Tuy nhiên, với việc Bazoum bị quản thúc tại gia, Washington đã tìm cách hợp tác với CNSP, bất chấp việc kêu gọi khôi phục chế độ cai trị dân chủ. Đầu tháng này, tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu và lực lượng không quân châu Phi, tiết lộ rằng các cuộc đàm phán như vậy đã dẫn đến việc nối lại một số nhiệm vụ giám sát và thu thập thông tin tình báo ở Niger, bao gồm các hoạt động của máy bay không người lái. Bình luận về tình hình của lực lượng hiện tại của Mỹ ở Niger, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Châu Phi Hoa Kỳ nói với Newsweek rằng chưa có quyết định chính sách nào của Mỹ về sự hiện diện lâu dài của quân đội Mỹ ở Niger trong khi chúng tôi chờ đợi tiến trình ngoại giao có hiệu quả. Và trong khi người phát ngôn tuyên bố rằng Africom không thể tiết lộ thông tin chi tiết về bản chất của các nhiệm vụ được nối lại ở Niger, bà tuyên bố rằng Mỹ không tiến hành các hoạt động chống khủng bố với lực lượng quân sự Niger. Về phía Pháp, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Pháp cho biết trong một tuyên bố trực tuyến rằng nước này sẽ tiếp tục giúp châu Phi chống khủng bố, nhưng chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu đó là yêu cầu của các cơ quan được bầu cử dân chủ và chính quyền khu vực Người phát ngôn bộ ngoại giao Pháp cho biết thêm đã có nhiều cái chết liên quan đến khủng bố hồi giáo ở Niger kể từ khi bắt đầu cuộc đảo chính so với 18 tháng trước đó. Nhưng Dramail, người trước đây từng là đại sứ Pháp tại UNESCO và là ngoại trưởng, đã xác định việc thiếu kết quả không rõ ràng trong việc can thiệp quân sự của Pháp là một trong những yếu tố thúc đẩy phản ứng dữ dội hiện nay. Bà cũng nói về sự thiếu nhất quán trong lập trường của Paris khi nói đến các nền dân chủ trên lục địa. Bà lưu ý rằng các quan chức Pháp đã nhanh chóng lên án việc tiếp quản quân sự ở Niger, nhưng lại ít chỉ trích tình hình ở Chad, nơi Tổng thống Mahamad Debi lên nắm quyền mà không cần bầu cử sau cái chết của cha ông, người bị giết khi đang lãnh đạo cuộc tấn công chống lại phiến quân vào tháng 4 năm 2021. Jill hiện là giám đốc cấp cao của Trung tâm Châu Phi của Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Newsweek, mọi người nhận thức được những gì đang diễn ra, họ nhìn thấy tiêu chuẩn kép và nó có ý nghĩa thảm khốc với việc pháp hiện đang phải đối mặt với sự kết thúc của một kỷ nguyên đối với vị thế của mình ở châu phi jell cho biết mỹ cố gắng lấp đầy khoảng trống ở đây bằng cách phân biệt chiến lược của họ với pháp ngay cả khi hai quốc gia vẫn là đồng minh trong cuộc chiến rộng lớn hơn chống lại khủng bố jell nói trong khi người pháp tuyên bố ở mọi nơi rằng họ không cần niger họ không cần uranium của niger tạo ấn tượng rằng niger không quan trọng xét về mặt kinh tế đối với người pháp các cường quốc toàn cầu khác biết rằng niger rất quan trọng Tuy nhiên, ngoài những tai ương liên quan đến chính trị và an ninh đã đẩy nhanh sự suy thoái của Pháp ở châu Phi, các xu hướng kinh tế cũng đóng một vai trò có ảnh hưởng trong việc tạo ra nhận thức về cái mà Jill gọi là sự hiện diện quá lâu của các cường quốc thuộc địa cũ ở Sahel. Baji Basia, phó giáo sư thực hành nghiên cứu châu Á và Trung Đông và nghiên cứu so sánh quốc tế tại đại học Duke cũng đề cập đến các yếu tố kinh tế đã góp phần thúc đẩy thái độ tiêu cực như vậy đối với Pháp ở châu Phi, nơi ông nói những hậu quả của nền kinh tế lịch sử của Pháp, việc khai thác khu vực này tiếp tục tác động đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Mặc dù kỷ nguyên cai trị trực tiếp của Pháp ở châu Phi đã chính thức kết thúc với sự độc lập của Niger vào năm 1962, hai năm sau, khi gần như mọi quốc gia châu Phi từng là thuộc địa khác tách khỏi đế quốc, Pháp vẫn tiếp tục nắm giữ quyền kiểm soát có ảnh hưởng đối với nền kinh tế của khu vực, bao gồm cả việc tiếp tục sử dụng đồng franc được neo vào đồng euro và sự hiện diện khá lớn của khu vực tư nhân. Ông Lô nói với Newsweek, Sức nặng lâu dài của sự bóc lột của Pháp đối với các quốc gia này không còn bền vững và đã trở thành động lực đằng sau các cuộc khủng hoảng chính trị được chứng kiến ở khu vực này của châu Phi. Giới tinh hoa chính trị có lợi ích trong sự sắp xếp hiện tại của Pháp thường thấy mình không thể hoặc là không muốn giải quyết vấn đề đó. Ông nói thêm, Tuy nhiên, bất kỳ chính quyền quân sự nào, bất kể ý định ban đầu của họ là gì, đều có thể dễ dàng thu hút được sự ủng hộ của quân chúng chỉ bằng cách chỉ ra những vấn đề rõ ràng này và về vấn đề này chuyên gia lưu ý mỹ không mang theo cùng một gánh nặng lịch sử hay hiện đại vì nước này chưa bao giờ tham gia vào ý thức thuộc địa và bóc lột truyền thống trên lục địa châu phi với liberia và sierra leone là những thỏa thuận riêng biệt lập luận này giúp giải thích tại sao một số cuộc biểu tình ở châu phi như cuộc biểu tình ở niger lại kêu gọi rõ ràng việc dỡ bỏ các căn cứ quân sự của pháp trong khi không nhắm vào các căn cứ của mỹ Dòng lý luận tương tự này ủng hộ sự hiện diện ngày càng tăng của cả Trung Quốc và Nga ở châu Phi, nơi hai quốc gia đã xây dựng mối quan hệ kéo dài hàng thập kỷ. Một số trong đó đã trực tiếp hỗ trợ một quá trình giải phóng rộng lớn hơn mà nhiều người châu Phi cho rằng họ vẫn đang thực hiện cho đến ngày nay. Ông nói thêm về bản chất, trong khi vai trò của Pháp ở châu Phi đang làm dấy lên những phản đối và sự giám sát. Chúng ta nên thừa nhận rằng, mỗi cường quốc đều có những tương tác lịch sử và đương đại độc đáo với lục địa này và họ được người châu Phi nhìn nhận khác nhau. Theo ông Sauli, cộng tác viên nghiên cứu cấp cao tại chương trình quản trị kinh tế toàn cầu của trường chính phủ Balavanic của Đại học Oxford, những làn sóng địa chính trị đang thay đổi đã trở thành một điểm uốn cho ảnh hưởng của Pháp ở châu Phi, đặc biệt là ở châu Phi nói tiếng Pháp. Soli nói rằng các đối tác chiến lược mới nổi như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Iran đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. Đối với các cường quốc phương Tây, Pháp thường được coi là la bàn cho những nỗ lực chung và đa phương trong khu vực một số cường quốc châu Âu đang xem xét lại vai trò trước đây của họ với tư cách là tín đồ của Pháp và đang xem xét lại chiến lược Sahel và châu Phi nói tiếng Pháp của họ theo cách tự chủ hơn, bằng cách cố gắng lan tỏa cảm xúc tiêu cực này lên họ. Washington đã bắt đầu nhận ra điều này, và Mỹ cũng đang chuyển hướng khỏi Pháp như đã được chứng kiến bởi lập trường riêng biệt của họ ở Sahel. Sau lý nói, bài học có thể rút ra là không nên có sự lệch lạc về lợi ích an ninh giữa các nước đối tác châu Phi và các đối tác an ninh. Trong trường hợp của Pháp, những điều này được coi là phục vụ lợi ích của Pháp hơn là các nước sở tại. Vị chuyên gia nói thêm, một bài học khác là hãy cân nhắc càng nhiều càng tốt dư luận châu Phi. Những ý kiến này thường chống lại sự hiện diện thực tế của các lực lượng bên ngoài và các căn cứ quân sự. Nếu những mối quan hệ đối tác này không được đàm phán tốt bởi cả các cường quốc bên ngoài và các đối tác châu Phi, thì có thể sẽ có nguy cơ xảy ra sự khác biệt về lợi ích, công cụ hóa và sự thách thức ngày càng tăng của người dân châu Phi. Với tư cách là đại diện thường trực của Liên minh châu Phi tại Mỹ, Arikana Chihobori Kwao đã tận mắt chứng kiến sự thách thức ngày càng tăng này và đã dành nhiều sự nỗ lực để nâng cao nhận thức về vấn đề này ở nước ngoài, đặc biệt là trong cộng đồng châu Phi hải ngoại. Chihobori nói, Điều tôi thấy bây giờ là chúng ta có một lượng lớn người hiểu rõ những gì Pháp thực sự đang làm, xét về mức độ bóc lột. Cuộc nổi dậy ở Niger là biểu hiện mới nhất cho một cuộc cách mạng châu Phi đang diễn ra trên nhiều quốc gia. Mỹ không nên lặp lại những sai lầm mà Pháp đã mắc phải trong quá trình tương tác với lục địa này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!